Đây các bác ơi, đây bắt được một con rồi. Đây nhá, đây chính là con ve này, con ve ở suối này. Giờ mới thấy mười mấy năm trời rồi, cho nó vào bom đây. Đấy, con đầu tiên, vẫn là mình em nhiếp xuất sắc thôi các bác ạ. Bắt được con đầu tiên rồi. Thưa các bác thì hôm nay là chúng em là chuẩn bị đi bắt cái con ve. Đấy, hôm nay thì đúng là vào mùa này thì đúng là mùa ve rồi. Thì cũng rất là lâu rồi, khoảng hơn chục năm nay em bắt đầu mới quay lại cái hành trình tìm ve ở bên bờ suối đấy. Đấy, anh em mình đi đây nhỉ. Chào tất cả anh em nhá. Anh em nhá. Đây, tất cả thành viên anh em mình hôm nay cầm mỗi người một bom đi các bác ạ. Thời tiết là hơi tối một chút nên là sẽ không, hình ảnh sẽ không được sắc nét lắm các bác ạ. Đấy, vẫn binh đoàn của chúng em thôi. Đấy, hôm nay đi thì bắt con ong này, xong là bắt được con rắn này. À, tối nay là đi bắt thêm con ve nữa. Đấy các bác ạ. Đây, mời các bác theo cùng hành trình chúng em nhá. Mình di chuyển theo hai bờ suối đi. Đấy. Đây, hôm nay anh em cầm mỗi người một bom đi các bác ạ. Được thì mình đút vào đây. Đấy, cũng là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đấy, phải nói rất là lâu, và lâu lắm rồi các bác ạ, để mới quay lại cái cảnh đi bắt ve ve suối này. Đấy, mùa này thì các cháu cũng đi bắt rất là nhiều. Đấy, xem thử xem, cứ tối tối vậy nó là rụng xuống nó uống nước. Đó, uống nước xong nó lại đi lên rừng. Đấy, con này nó bay trên rừng xuống ấy. Đây, anh em đang lần mò này. Thế nhưng mà đi vẫn hơi sớm. Đấy, mình cứ theo cái mép mé là cái bờ suối đi thôi. Và nếu mà có thì khắc gặp thôi. Lâu lắm rồi chưa đi bắt về. Hy vọng là thời tiết hôm nay ủng hộ. Nếu mà con này mà trời mà mưa thì cũng không bắt được nó đâu các bác. Nó lại không xuống, bởi vì là trên rừng nó có nước uống rồi. Ý, con này thì nó phải vào lúc nắng nóng rồi. Nắng càng nóng thì nó rơi càng sớm. Cũng chưa thấy con nào xuất hiện. Nghe bảo là mấy là mấy cháu ấy đi được mức mấy bom mấy bom. Hôm nay là anh em đi thử trải nghiệm xem thế nào. Đây các bạn, bốn anh em vẫn đang đi săn, chưa gặp con nào. Hình như đi hơi sớm sau này, nó chưa kịp xuống. Xem ai sẽ người bắt được đầu tiên. Bốn anh em. Đấy, vẫn đang lần mò theo những cái khe suối này. Hôm nay không thấy rơi nhiều mấy. Hình như là trưa nay cũng mưa một tí, thằng là nó không mạnh lắm. Đấy, được con thứ hai các bác ơi. Đây, về đây các bác ơi. Đấy, con này nó kêu này nhá. Nó là kêu, không phải kêu nó về đâu. Nó bom nhớ. Đấy, bắt được con thứ hai. Đây các bác ơi, thêm một con nữa này. Đây rồi, các bác ơi, thêm một con nữa. Hay đấy, các bác ve này. Rồi bom đây. Đấy, hôm nay thì đúng là thời tiết thì ban ngày nó mưa một chút nên là hôm nay nó xuống cũng nhiều quá. Cái này vẫn cực nóng, nóng cơ. Tối nó mới xuống được. Không do từng ngày đấy. Đây à, đây một con. Ây à, đấy, giờ vẫn nó xuống đấy nhỉ. Tí anh em quay lên là vừa đấy. Đấy, rồi bắt đầu thấy vài con rồi. Địa điểm này địa điểm đẹp ấy. À, đây bây giờ được 3 con rồi quá. Nó đang xuống dần rồi. Khu này chắc là khu địa điểm lý tưởng ấy. Nha, bác đi dò cùng chúng em nhá. Cảnh bắt ve, hôm nay là 4 anh em mà đi trở về tuổi thơ một chút. Ngày xưa lúc còn bé hay
đi bắt ve các bác ạ. Ở đây đấy, bên kia một con rồi. Đấy, cũng thấy dần nhiều lên rồi đấy. Thấy chưa nhỉ? Rồi vừa quán nước các bác ơi. Đây, nước chảy ở mâm. Có nước thăm kia, bên này là vực rồi. Có đi quá bên này. Vượt qua nước rồi xong mình sang bên này, mình tìm. À, chưa được nhiều mấy. Đây thêm một con nữa các bác ơi. Đây là mình thêm một con nữa này. Hay đấy. Lâu lâu bắt về đây cũng cảm giác nó đấy. Thích thích. Hai con nữa. Đây thôi. Đây hai con này. Ôi, từ lâu hai con này các bác ơi. Nó đang ấy, thế nào? Thế nào đây? Đây rồi. Đây bạn ơi. Thế rồi. Khu này được 4-5 con rồi đấy. Úi. Đây, một con này các bạn ơi. Nhiều đấy, khu này. Đi từ từ thôi. Dình xem này. Đá lật ngửa nó luôn luôn đấy. Từ đâu bạn ơi. Thôi à, đi cho bò bom bắt được cái nào. Nó cũng thành khu đấy các bác ạ. Có chỗ là có. Chỉ có chỗ không có thì cũng chả có đâu. Giò giò này. Rồi, dưới xem thế nào. Đây bạn ơi. Tiếp tục được một bạn nữa này. Nó hình như là đâu. Con ve này. Đấy, cho bò bò. Về tí mình ngắt cánh mình kiên. Trời ơi, sắp mưa rồi các bạn. Cái này xì. Thời tiết này không ủng hộ tí nào. Hôm nay là gió mạnh. Rồi rồi, đây à. Đây rồi bạn ơi. Đây rồi. Mời bạn vào lỗ. Tí vào đĩa. Vào lỗ trước rồi tí vào đĩa. Chỗ nào có thì có, mà chỗ không có thì cũng đi quá dài thì chả có thôi ạ. Thế cơ. Giống này. Đây là con này. Đấy, cho vào lọ đi. Cái đấy nó hay ở lỗ chân trâu ấy. Khe này. Thấy đấy không? Thấy rồi đúng không? Mày à? Xem bên này nào. Chỗ cái bãi này là các bạn ạ. Bây giờ nước cứ rút xuống thôi. Nước lúc mà nước lên thì ngập hết chỗ này. Ở đây rồi, đây một con này. Xin chào bạn yêu. Đây rồi. Đâu rồi. Chào bạn. Hình như đi gọi tình nhau sao á. Cứ rủ nhau đi. Đấy. Rất là hay, hơn chục năm nay với lại quay lại cái kiểu bắt ve này. Thấy đấy, các bạn dưới này hay có. Bọn trên thì dưới đấy có. Tiếp tục là mình tiếp tục di chuyển xuống dưới nhá các bác nhá. Tiết hôm nay là hơi tối một chút. Thế mình phải đi hết sức cẩn thận. Mình đạp của nó bay mất. Thời tiết hôm nay cũng không đẹp lắm. Trời là trời chỉ sắp mưa nên nó không xuống nhiều. Bắt cũng được ít hơn vài con thôi các bạn. Nhưng mà chắc là cũng đủ đĩa. Cứ men theo cái mép suối thôi. Nó sụp cũng nước mà. Con này em thì em nhất thì phải mười mấy năm rồi. Về lại từ lúc ngày xưa là ở bản cũ cơ. Bây giờ tái định cư lên chỗ mới mà mới đi đấy. Về là cũng thích lắm. À, ngày xưa thì không có đèn pin thế này các bạn. Cứ lấy cái đuốc đây là một con. Đây chào bạn.
Ngày xưa thì dùng cái đuốc đèn, đuốc lửa đấy. Và cứ đi dọc bờ suối thế này thì cũng hôm nào được nhiều là cũng khoảng tầm bom đấy các bác ạ. Đây đây, đây một con đấy. Đây. Tiếng phết bắt về. Đâu đấy? À đây à. Ok, đợi anh làm cho đúng không ạ? Cái này. Cái này là anh làm được. Cứ kiên trì cầm bom anh. Khu này được đúng 3 con. Cái kiểu nó cũng gọi hội đấy các bạn. Nó gọi hội nó về gần ở gần nhau. Thường thường phát hiện một con này cứ phải tầm 2-3 con ở gần. Đấy. Hôm nay gió thế, chắc là trời sắp mưa đấy, đó đấy. À, đây. Chào bạn. Tiếp tục. Ôi, nhiều lúc mà nó xuống nhiều nó bắt mỏi tay luôn các bạn ạ. Con này. Chú xem bên kia nào. Em đến bên kia để anh xem bờ này cho. Gió mạnh thế lên đây các bạn ạ. Hôm nay thì trời tối om om là gió còn mạnh thế chứ. Đây một con đó các bạn. Chí là khổng lắm. Đó được bao nhiêu rồi? Chí là một bom nhỉ? Nó là ít thế. Nó khả quan lắm, thời tiết hơi xấu. Nó xuống không nhiều. Đây các bạn, tay em cầm đây. Hãy chú cho bác đi. Một con này. Hai con này. Ba này. Bốn này. Năm này. Giờ đấy. Sáu này. Bảy này. Đúng chín con. Cả đúng chín con. Đây hai đấy nhỉ. Yeah. Cái này khu này nhiều đấy. Sao khu... Đây là phát hiện được một con này các bác ơi. Đấy. Nhưng các bác này được đấy. Có một con chắc là có vài con. Mình cứ phải dò dò. Thế là nó cũng hay ở thành đàn đấy. Giờ mới tóm được một con thôi. Thôi nào. Con nào nó không nhỉ. Cái đoạn này có mỗi con à. Thôi là đúng nó ở cô đơn rồi. Cô đơn lại loi à. Đây các bác ơi, hôm nay anh em đi cuột cuột tầm 2 tiếng được à, nếu mà rồi lại khoảng tầm bom rưỡi này cũng ok đấy. Đấy. Cái đội ve nước này đấy. Cũng khá nhiều ấy. Tí nữa mình về mình chế biến cái món này chiên giòn đấy. Bây giờ mình phải vặt cái cánh ra nữa thì cho nó không phải không bay được. Đấy. Đây. Ve này. Cho nó cắt hết đấy. Cũng được khoảng tầm 70-80 con đấy nhỉ. Hình nhiều đấy. Đây khoảng bom rưỡi. Đây uống rượu rất là hợp luôn này. Tầm hơn 10 cân. Đấy, nhiều phết đấy. Tí lên cho lá chanh vào ra. Làm cùng tuyệt vời. Hơi đứt tay một tí. Đấy, xong hồi ấy bây giờ cho đến nồi thôi. Ôi, hơi đứt tay một tí. Con này là đầu xanh này. Đấy, đầu khá là xanh. Con này ở nước thì nó uống nước thường xuyên là nó hơi cũng béo đấy. Cảm ơn anh chị nha. Các bác ơi, hôm nay thì ở nhà thì 9 giờ rồi mới ăn cơm. À, hôm nay thì có món chả rắn này, rắn hổ mang này, món nướng này, vẫn măng rừng sáng nay chúng em tìm đây là món ve này, đấy ve khe suối này chuẩn nhất này, đấy. Đây là mời tất cả mọi người ăn cơm với gia đình nhá. Đấy, mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả em nhá. Đấy. Đấy, nhưng mà chính là các bác ăn cơm với em nhá. Hôm nay cắt tóc cho đẹp trai lắm các bạn. Đấy, em cua tóc cơ.
Xin chào. Mời các bác ăn cơm với gia đình nhá. Hơi tối nên em phải dùng đèn pin đúng không ạ? Nhá. Món là rắn nướng su xé xé thế nào. Đấy, món này tuyệt vời đấy. Nhìn nếu mà nhìn không nhìn kỹ là không giới thiệu là các bác tưởng là cá mắm đấy. Nhưng mà rắn này, đây cái là rắn đấy. Ngon đấy, dạ. Tuyệt vời đấy. Ngon đấy, món này. Cái là món ve này, ve suối này tuyệt vời. Lâu lắm hôm nay đi bắt không sướng đấy, nhưng mà mỗi tội là thời tiết không ủng hộ mới thôi. Là trưa nay nó mưa xong là nó xuống nước là hơi ít. Đó ạ. Thử một miếng nào. Làm miếng thì rắn nào. Rắn hổ mang nó hổ báo đi nào. Đấy, người nhà nhá. À, miếng thì rắn. Ôi thơm đấy nhỉ. Đúng rồi. Chuẩn đó. Chuẩn bài. Thôi chào các bác nhé. Hẹn gặp lại là hy vọng nhận được sự ủng hộ tất cả mọi người.